vãi cả nhốn. Logo gì đây anh em? Nghe nhiều anh em nói logo của GitHub đấy. Mình lên GitHub không biết bao nhiêu lần rồi mình chưa từng để ý logo. Mỗi anh em để ý thôi. Đấy, màu đen này, viền chỗ này là màu bạc này, trên là màu đen tiếp này. Hello World màu bạc. Đó. Và các bạn thấy thiết kế nó nạc thịt không? Nhìn thích nhỉ? Mà con này full nhôm luôn, không có một tí đồng nào nó nặng tới hơn 2 cân khi mà full build lên. Thực sự đây là một cái trọng lượng khiến mình khá là bất ngờ cho một con full nhôm là như vậy. Đây là Coder 66. Mới ban đầu nghe là 66 thì mình liên tưởng đến mấy cái layout kiểu con Leopard FC660M ấy. Tức là ship hai bên sẽ là 225. Đấy, bên dưới này hai nút 125, một nút 1U, sau bên này lại là ba nút 125U, space 625U các kiểu. Thế nhưng mà đơn giản nó chỉ là layout 67 phím rồi nó mất mất một phím bên trên thế là thành 66 thôi. Đấy chính là lý do của Coder 66 là như vậy. Tuy nhiên cũng có một cái lưu ý là mode này hai nút 1.5U. Thế nên là rõ ràng là khi các bạn chơi cái layout này thì một vài những cái phím, đặc biệt là phím mode 1.5U này thì không phải là set nào cũng có đầy đủ, nên các bạn phải lưu ý nhỏ nhỏ một chút xíu. Mà hầu như là mấy anh em chơi đến cái con kit này thì chắc là cũng phải chơi những set cây cáp nó ok một tí. Thì đây, các bạn có thể lưu ý một vài những cái nhỏ nhỏ. Mình đang gắn vào đây là GMK Serenity. Đó, thì các bạn có thể thấy nó rất là cơ bản luôn. Gắn vào bên trong này thì switch gì là thiên thanh gì đó mình không nhớ lắm, bên TKS Gift Store của sếp Lữ Cẩm Vinh ấy. Mà hiện tại con này thì cũng đang group buy bên đó luôn, thì các bạn có thể tham khảo nhá. Giá thì hình như là bắt đầu từ 6,2 triệu thì phải. Nói chung thì anh em cũng có thể tham khảo tại vì có rất nhiều option khác nhau. Thế thì ngay từ ban đầu các bạn có thể thấy này, khi em quay chèo chéo cho mọi người thấy nó nhún như thế nào. Thấy chưa? Nhún vãi cả nhún luôn. Nhún này. Thấy chưa? Đấy, sọc sạch bên trong này. Đấy, ok chưa? Đấy. Thế nên con này khi mà build xong thì anh em cũng sẽ có khá nhiều thứ nghịch ngợm vui vẻ để mà có thể fix cho con này. Hoặc nếu không là có thể dùng một cái từ đấy là anh em có thể tú lại để cho nó có một trải nghiệm gõ tốt hơn. Nhưng mà nó thực sự khiến cho mình có một cái cảm tình khi các bạn nhìn thấy này. Không hề lộ cái chân của switch, à chân của cây cáp. Đấy, không, nó đúng ra không lộ switch ấy, tại vì cái phần cây cáp nó che hết toàn bộ luôn. Đây là gắn cherry các bạn nhé. Nhìn kiểu ưng dã man, ưng thật sự luôn. Bên trên này cũng thế. Đấy, khớp hết mọi thứ rất là ok. Tức là để nói cho đúng ra thì con này nó thiết kế đúng theo cái chuẩn. Đấy là nhìn rất là nạc, nhìn rất là thịt và nhìn nó sướng con mắt đấy. Đấy, con này thì tí nữa quay xong video này thì mình cũng sẽ trả sếp Lữ Cẩm Vinh thôi. Tại vì con này rất nhiều anh em cũng đang tò mò muốn sờ và trải nghiệm nó. Mình thì gọi là trải nghiệm sớm, build sớm. Còn anh em thì có gì cứ liên hệ sếp Lữ Cường Vinh để mà trải nghiệm nha các bạn nhé. Rồi, thế bây giờ mình cũng sẽ tháo ra để cho các bạn có thể thấy được con này nó như thế nào. Nói về cái thiết kế ấy, thì cái kiểu này, các bạn thấy không? Đây là phần top nhé. Đây là cái phần board ở phía bên dưới này. Đấy, phần board phía bên dưới bên trong này. Nhìn thì có vẻ như là một cái mảng tạ. Mà đúng thật sự nó là một cái mảng tạ, tuy nhiên nó cũng hoàn toàn là bằng nhôm thôi. Cái khu vực chỗ gọi là bắc ghe này thì nó là ăn nhập với cả cái phần bottom luôn. Đó, bây giờ mình sẽ tháo từ từ. Con này thì nó có cái thiết kế nó gọi là gì ta? Nó gọi là dấu ốc. Và nói thật với các bạn là mình không thích cái kiểu dấu ốc của con này lắm, tại vì cái ốc nó cực kỳ sâu các bạn ạ. A few moments later.
Đó, và sau khi tháo hết 6 con ốc thì các bạn nhấc cái này lên từ từ nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Ai xa. Con trừ đó. Ốc đâu rồi? Ok. Đó. Sau khi tháo hết 4 con ốc thì các bạn nhấc lên. Đấy. Và các bạn thấy này, chúng ta vẫn còn một cái miếng ở giữa bên trong nữa. Đây mới là cái thứ giữ lại của cái phần gasket. Chứ còn cái phần bottom này thì các bạn có thể thấy chả có cái gì cả. Đấy. Rất là nạc thịt luôn. Đấy, chúng ta có rất nhiều ốc để mà gắn với cả cái phần mid bên ngoài, với cái phần bottom bên ngoài, thêm cả với cái phần tạ này nữa. Nói chung là anh em sẽ, mình nghĩ là sẽ có nhiều option khác nhau để các bạn có thể trải nghiệm đấy. Và các bạn nhìn thấy nó nạc như thế nào này. Nguyên cả một tạ. Chà bá luôn. Chà bá luôn. Ồ. Nói chung là cháy cứ phải gọi là đừng hỏi luôn. Rồi, bây giờ chúng ta lại tháo tiếp. 5 minutes later. Rồi, sau khi tháo ra thì đây. Đó. Thêm cái này nữa nó mới áp lực này các bạn này. Mệt mỏi lắm. À quên. Anh em làm gì nhá. Tháo cái này ra. Ok. Rồi. Tháo robot ra. Rồi. Đây, mình sẽ cho các người anh em xem một trong những thứ trầm cảm nhất của con này. Đó là dán gasket poron. Đếm nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36 phát. Các người anh em cứ thử tính thời gian bóc xong rồi dán mấy cái gasket này thì trong bao nhiêu lâu. Ôi ôi luôn, thật sự là ôi ôi luôn. Mà chưa hết đâu. Đây nè. Chúng ta còn thêm 1, 2, 3, 4 miếng nữa ở đây nữa cơ. Là phải dán thêm 4 cái miếng ở bên trong này để mà cho cái phím của chúng ta không bị sọc sạch ra hai bên như vừa nãy ấy. Đấy. Đấy, chẳng qua là Lức Cẩm Vinh nó quên chưa dán mà mình cũng lười thôi. Nhưng thôi bây giờ mình cũng cứ để nguyên để cho Lức Cẩm Vinh nó dán lại. Tại vì thật ra cái hộp mình để bên kia mất rồi. Quên không mang xuống. Rồi sorry anh em đấy. Thì nói chung là riêng khoản dán gasket poron của con này là nó cũng khiến cho anh em bị trầm cảm rất là nhiều. Nhưng mà đây, cái thiết kế này khá là thú vị. Daughterboard thì gắn ở phần mid ở chính giữa mà các bạn sẽ không thấy cái phần mid này. Nó cũng gọn gàng chắc chắn và tự nhiên lại phải thêm một cái chi tiết nữa để khiến cho giá thành nó bị đội lên. CNC quá là nhiều thứ luôn. Một món về CNC nha. Hai món về CNC nha. Ba món về CNC nha. Bên dưới có hai chi tiết nữa. Tổng cộng là 5 món phải CNC. Quá là mệt mỏi luôn. Ok. Còn riêng về cái chất lượng anode thì con Coder 66 này được khoe và quảng cáo là chất lượng anode của nó như iPhone. Mời đến. Nhưng mà thật sự thì nếu như so sánh với cả con iPhone 13 và con iPhone 14 mình đang có thì cái phần anode của con này nó sướng hơn iPhone. Sờ nó rất là sướng. Nó không đến mức độ nó bị kiểu trơn trơn quá. Nhưng mà nó vẫn có một cái độ nhám nhất định, vẫn có một cái độ mịn nhất định. Và nó vẫn có một cảm giác sờ vào đúng chuẩn để mình sờ vào kim loại, sờ vào nhôm luôn đấy. Nhưng mà cái phần màu thì cực kỳ đều và nhìn cái độ mịn của nó cũng có được sự đồng đều. Các bạn như ánh sáng này các bạn có thể thấy cái phần hoàn thiện tốt là như thế nào. Không hề có một chút xíu nó sần cả. Nói chung là sờ cực sướng luôn. À, cũng như đây, chúng ta cũng sẽ vẫn có những cái đường cắt để mà tạo nên cái dấu ấn thiết kế ở phía mặt trước. Nhìn cũng khá là hay, nhìn có vẻ là ghép từ hai mảnh. Nhưng thật ra nó chỉ là một thôi. CNC được phết, chi tiết hay ho phết. Đấy. Còn phần mid này thì phía bên trong không ảnh hưởng gì cả. Còn bây giờ cái phần bottom kia thì mình cũng show cho các bạn xem rồi. Đấy, nó cũng làm một cách cực kỳ chỉn chu đầu ra đấy hết. Nói chung á, sờ vào cái phím này, anode ở tất cả chi tiết thì mình đánh giá là nó thực sự cực kỳ là cao luôn. Ok, còn với em này thì cái phiên bản mà 21 ấy, thì chúng ta sẽ lắp thêm một cái module Bluetooth vào đây. Thế thôi. Còn em này thì một mốt, chả có gì cả. Đấy, chúng ta sẽ có thêm đây này. Gắn pin là battery chỗ này này. Đấy, thế thôi, chả có cái gì cả. Đơn giản quá nhỉ. Mạch của em nó thì đây, cũng chả có cái gì cả. Stab thì SML Vinh đã mốt sẵn. Mình hôm đấy stream view chỉ cần lắp lên thôi. Và mình trải nghiệm các kiểu cũng như là đưa ra nhận định đánh giá thôi. Cái kiểu flick cut của con này thì không biết gọi là flick cut không hay là holy cut nữa. Nói chung là cứ tạo ra những cái rãnh như này thì mình không biết để làm gì cả. Nhưng mà cái lúc đầu tiên khi mình build con này xong, mình không test mode thì mình có cảm giác là con phím này bị chập. Khi mà nhún thì nhún quá nhiều. Mà cái phần mạch này rất dễ chạm xuống cái phần bottom. Ở đây.
nên là có thể gây mạch và nó không nhận tín hiệu. Sau đó thì mình có gắn chặt lại cái dây cáp, xong rồi mình tape mốt các thứ vào thì nó ok hơn. Cũng như là tape mốt vào thì mình có cái cảm giác âm nó cũng tròn và gọn hơn khá là nhiều. Bởi vì nếu như không tape mốt thì một vài những cái vị trí switch, tiếng switch nó sẽ bị cảm giác như bị lọt đi. Và thật sự là cái con Thiên Thanh này gì gì đó thì cũng là một cái con có cái tiếng nó không hề đanh một chút xíu nào cả. Nên mình nghĩ tape mốt vẫn là một trong những cái option mà các bạn quan tâm đến khi mà chúng ta chơi cái con phím này. Nhưng mà các bạn cũng phải lưu ý, khi mà tape mốt ở nhà thì xem cái con chip chỗ nào, các bạn nhớ cắt lòi cái vị trí đó ra. Chẳng qua là mình lên video như này là mình lười đấy các bạn, mình nói thẳng ra là mình lười đấy, nên là mình không có cắt cái vị trí đó. Nhưng mà các bạn thì không được lười giống như mình nhá, chưa, nhớ cắt nó ra cho nó cẩn thận. Tại vì cái vị trí tape mốt đó nó sẽ là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để khiến cho con chip nó bị nóng và có thể nó gây chập cháy gì đó hay là không. Nên là anh em cứ lưu ý nhá. Rồi đây, lắp lại để cho anh em xem. A few minutes later. Đấy, và sau khi mình đã lắp ráp xong các kiểu thì bây giờ chúng ta lại ráp nó vào cái phần bottom thôi. Ok. Ui giời, quá là mệt mỏi luôn. Lắp vào đây thì nó đơn giản lắm các bạn. Đặt vào cái là xong. Bởi vì nó ôm lên phần trên hết rồi nên là cứ thế mà đặt vào thôi, chả quan trọng lắm. Mỗi tội cái này áp lực này. Đấy, bởi vì nó hơi sâu ấy các bạn, con ốc nó mà rơi một phát mà nó không vào cái lỗ kia thì xác định luôn. One hour later. Đó, vậy là đã xong. Giờ lắp lại cây cáp cho các bạn xem. Đấy, ok. Thế thì cái nhận xét của mình về con phím này nó là như thế nào? Hãy khoan nói về cái vụ mà nó gọi là nhún quá đi. Tại vì mình biết là nhiều anh em lại cực kỳ thích cái kiểu nhún nhún như thế này. Tại vì nó sẽ rất là mềm tay, dễ chịu. Thì con này khi mà các bạn mua là nó sẽ được tặng kèm full foam. Nhưng mà các bạn có thể thấy là trong cái build này của mình là mình không lót bất cứ một cái miếng foam nào cả. Nên đây có lẽ là lý do chính khiến cho con này nó nhún kinh khủng là như vậy. Các bạn thấy chưa? Nhún cực kỳ nhún luôn. Nhưng cho dù không có một miếng foam nào, không có foam PCB, không có foam case, không có cái switch foam các thứ gì cả, thì cái tiếng của nó vẫn nghe cực kỳ là gọn tai, không hề có một chút xíu nào mình cảm thấy nó bị vang cả. Đấy. Và rõ ràng là với cái vấn đề nhún như thế này thì cái buồng âm ở phía bên dưới cái phần PCB của chúng ta đấy, là nó sẽ có một khoảng không gian nhất định và nó sẽ cộng hưởng. Nhiều bạn thì sẽ sợ là cái cộng hưởng kiểu như thế nó sẽ bị vang. Đồng ý, nó sẽ bị vang trên một vài những con kit rẻ tiền mà các bạn cũng đã thấy trước đây. Ví dụ như là cây chuông, nó là một cái tiêu biểu của vấn đề đó, nghe cực kỳ khó chịu. Nhưng con này thì lại không hề luôn. Bởi vì rõ ràng là cái buồng âm được thiết kế rất là tốt, và cái phần đặc của cái phần đáy phía bên dưới nó cũng sẽ khiến cho cái tiếng nghe không những là không bị vang mà nó còn cộng hưởng để khiến cho một con switch vốn cái tiếng nó không thực sự là quá nổ, nó lại mang lại một trải nghiệm khá là hay ho trên một cái con kit như thế này. Tại vì con Thiên Thanh này mình nhớ không nhờ là mình đã build trên một cái con khác rồi, cái con mà Tada 80 ấy, các bạn nhớ không? Đấy, gõ trên con đấy khá là tịt mà lên trên này nó khác biệt hoàn toàn. Thì đấy là cái sự rõ ràng là nhìn thấy nhất của cái việc mà cái buồng âm của con Coder 66 này làm tốt như thế nào. Đương nhiên mà các bạn mà chơi một vài những con có tiếng đanh hơn thì lên con này chắc là nghe nó phải tới nóc nữa, nhưng mà nó vẫn có một cái sự mềm mại nhất định khi các bạn gõ. Và rõ ràng là con này mà gõ linear thì quá là ổn áp luôn. Âm thì cũng rất là đều tiếng, các roll các thứ này rất là ok. Và rõ ràng đấy vẫn là một cái điểm cộng của con này. Có chăng cái điểm mà mình chưa ưng ý lắm ấy, đó là việc cái đệm gasket mình muốn nó phải dày hơn. Cái này thì các bạn có thể thay thế được, các bạn không phải lo. Dày hơn để làm gì? Để mà nó có cái độ ép thật là chặt xuống cái phần plate. Như thế thì nó sẽ hạn chế được cái vị vụ kiểu sọc sạch các thứ như thế này. Đấy, các bạn nhìn này, sọc này. Thấy chưa? Đó. Cái này thì nói thật ra là nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu. Tại vì nếu mà có lệch thì mình cứ cắt lại như xíu này rồi mình gõ thôi. Đấy, thế nhưng mà nếu như nó không bị sọc sạch gì cả thì nhìn vẫn hay ho hơn. Chứ còn lại thật sự là con này đã ưng ý hết, mình chả thấy chê được nó cái điểm gì. À, có chăng chê một cái nữa đây là cái phiên bản Anode thì hơi ít màu, mấy màu đẹp thì như toàn e-coating. Con này có màu vàng đẹp như Rama U68 gì đó, U65 gì đấy, nhìn đẹp vậy chưa. Con này mà mua cái phiên bản màu vàng nó Rama Actin mất. Để sát vào như này, để sát vào như này nhìn không lộ tí chân, thích nhỉ. Nhưng mà bị cấn đẩy lên tí. Ôi trời ơi. À đây, có một cái yếu tố nữa. Đây này, cái chỗ này nó hơi lọc sọc tí. Đấy. Và như mình đã nói rồi,
như thế này thì nghe. Nhưng mà có ai làm thế đâu, cứ để như này gõ gõ thôi thì cái đấy nó bình thường. Còn nếu mà các bạn không thích cái tiếng đấy thì các bạn chỉ cần kiếm cái gì mang băng keo gì đó dán vào bên trong ấy, thế là xong. Nói chung cái đấy thì đơn giản, không phải gì nhiều. Rồi, vậy các bạn nghĩ sao về coder 66? Comment nha anh em. Bye bye anh em.